Dạ, qua Khiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con ạ. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2023, em có làm một clip, em đặt tên là clip số 27 để giao lưu đến bà con một số mặt hàng hoa giấy như sau. Đó là cẩm thạch tím Huế ha, chiều tím, tím tuyết, lon tím. Lon tím bên này. Cái này là cẩm thạch kim cương đỏ, một cây rượu vang và một cây tứ sắc nha bà con. Tứ sắc góc đẹp. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0798716145. Em tên Vĩnh, ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ clip số 26 rất nhiệt tình và những clip trước nha. Cũng mong bà con sẽ ủng hộ clip này và những clip sau của em ha. Để không mất thời giờ bà con thì em đi vào cây thứ nhất, đó là cây cẩm thạch tím Huế mini để bàn nha. Cây có giá 160 ngàn thôi. Để em quay một vòng cho bà con mình coi tổng thể của nó ha. Đó, cây một cốt, bộ cũ cũng khá, mà cây mini để bàn, tàn thì đã dày rồi, đang búp nụ nha. Đây bà con coi cái bộ cũ nó nè. Cũ này chơi cũng khá ha. Dạ, cây có chiều cao là 55, tán ngang là 30, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 160 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À, dạ, em xin nhắc lại cây mã số 1 là một hai cây cẩm thạch tím Huế mini để bàn, giá 160 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À, dạ, em xin phép được xuống cây ạ. À, dạ, tiếp theo đến là mã số 2, cũng là một cây cẩm thạch tím Huế nha bà con, siêu mini để bàn nha. Cây này bộ đế cũng khá đẹp nha, tàn cũng đã dày rồi, đang âm nụ. Em quay tổng thể cho bà con coi ha, bộ cũ nó cũng khá đẹp ha, nó xè tàn ra nhìn ấm nè, nó che mát rồi đó ha. Đây bộ cũ nhìn gần đây, rồi tàn đây, rồi đang âm nụ đây, thấy rõ luôn ha bà con. Dạ, cây có chiều cao là 50, tán ngang là 33, hoành là 8. Cây này em giao lưu là 150 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ, xin nhắc lại cây mã số 2 là một cây cẩm thạch tím Huế siêu bông mini để bàn, giá 150 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ, em xin phép được xuống cây mã số 2 luôn ạ. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 3 là một cây chiều tím nha bà con. Cây chiều tím, loại này lá vàng mà bông tím, cây này rất là dễ đáng sưu tầm nha bà con. Rất đáng sưu tầm, tại vì cái lá nó màu vàng nhìn rất đẹp ha, vàng tươi như mà ánh nắng chiều luôn, còn bông nó thì màu tím. Cây này thì nó đang làm bông lại nha bà con, đây nè, đang ra tược là nhiều, đừng làm bông lại nha. Cây này thì em ghép hai tầng, tầng trên và tầng dưới, nhìn rất là ngộn nghĩnh dễ thương ha. Bộ cũ thì nhìn cũng được được, cái này cũng đáng sưu tầm nha bà con, tại vì cái lá màu vàng là mà bên phong thủy thì người ta rất thích là lá màu vàng ha, mang cái ý nghĩa là sung túc ha. Dạ, cây có chiều cao là 64, tán ngang là 40, hoành thân là 8,5. Cây này em giao lưu 160 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À, dạ, em xin nhắc lại cây mã số 2 là một cây chiều tím lá vàng bông tím, giá 160 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À, dạ, em xin phép được xuống cây mã số 3 luôn ạ. À, dạ, tiếp theo là đến cây mã số 4, cũng là một cây chiều tím lá vàng bông tím nha bà con, cũng ghép hai tầng luôn ha, tầng trên tầng dưới. Cái bộ cũ thì nhìn cũng khá dễ thương ha, tại vì size này size mini để bàn nha bà con, size mini để bàn, mà bộ cũ này nhìn cũng dễ thương. Đây là bà con coi cái lá vàng ha, còn cái tầng dưới này thì lá nó hơi hơi vàng vàng xanh xanh ha. Còn bộ cũ đây, bộ cũ lắc lượng nhìn cũng ngộ nghĩnh, mini để bàn, giá cũng bình dân thôi bà con ơi. Dạ, cây có chiều cao là 53, tán ngang là 39, hoành là 7. Cây này em giao lưu là 150 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ, em xin nhắc lại cây mã số 4 là một cây chiều tím lá vàng mini để bàn, giá 150 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ, em nhắc lại một lần nữa số điện thoại để bà con mình tiện bài giao lưu ha, số 0798716145. Đó cũng là số Zalo của em tên Vĩnh, ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ạ. À, em xin phép được xuống cây mã số 4 luôn. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 5 là một cây, cũng là một cây chiều tím lá vàng nha bà con, lá vàng mà bông tím ha, ghép trên hai tầng giống như những cây vừa rồi, nhưng mà cây này cái size to hơn một tí xíu, size chung. Đây bà con coi bộ cũ nè, bộ cũ này khá đẹp ha, đặc và đẹp ha, suông ha. Dạ, cây có chiều cao là 76, tán ngang là 48, hoành là 11. Cây này em giao lưu là 200 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À, dạ, em xin nhắc lại cây mã số 5 là một cây chiều tím lá vàng sai chung, giá 200 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À, bà con nhìn lại cái bộ tàn của nó ha, đây tầng trên nó nè cũng mịn rồi, rồi thêm một tầng dưới nữa, nhìn nó rất đẹp nha. Dạ rồi, em xin phép được xuống cây mã số 5 luôn ạ. À, dạ, tiếp theo là đến mã số 6 là một cặp chiều tím lá vàng ghép trên cành hôm với ta nha bà con, cái cành hôm với ta, ủa này giấy Mỹ chứ. Dạ, một cặp chiều tím lá vàng ghép trên cành hôm giấy Mỹ, là có nghĩa là nó không có cũ nha bà con, nó thẳng đơ nhắn trực gì đây, nó thẳng đơ gì đây, rồi nó sẽ tàn dù ra. Một cặp này rất tương đồng nha bà con, coi bộ tàn đó nè, có mang bông luôn nè bà con, lá vàng mà bông tím, đây có bằng chứng nè ha, lá vàng bông tím, nó có sách mách có chứng. Dạ, cây này rất đồng đều với nhau luôn, em có đo thông số,
chiều cao là 45, tán ngang là 27, hai cây đồng nhau luôn. Chiều cao 45, tán ngang 27, cây này cặp này em giao lưu là 260.000 nào, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con ạ. Giờ em xin nhắc lại, cái mã số 6 là một cặp chiều tím ghép trên cành hôm giấy Mỹ, giá 260.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin phép được xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 7 là một cây tím tuyết đang ôm nụ rất nhiều nha bà con. Này đang mang nụ nha, chưa gộ nhưng mà khi về tới là sẽ nở gộ luôn nha bà con, về tới nhà cho bà con chơi á. Cây được ghép trên cây cũ giấy Mỹ có chân dài và gất quái nha. Chân dài gất quái, size này size chung. Nè bà con coi bộ cũ này ha. Rồi em quay cho bà con coi bộ tàn ha. Tàn rất dày mịn rồi nha bà con, tròn đều rồi nha. Dạ đang mang nụ và có chỗ bông lai gai luôn rồi. Dạ cây có chiều cao là 67, tán ngang là 45, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con ạ. Cây này về sang qua cái chậu sành sứ chơi rất là đẹp nha bà con. Size cũng vừa phải ha, chơi ban công rất là đẹp luôn á. Nó không quá chiếm diện tích mình luôn. Củ thì đẹp rồi khỏi nói đây. Củ đẹp xoắn ha. Rồi cây mã số mà 7 này có giá là 200.000 đồng, em xin phép xuống cây luôn. Và tiếp theo là đến cây mã số 8 cũng là một cây tím tuyết nha bà con. Một cây tím tuyết cũ rất quái luôn ha, sai chung. Đây bà con coi nè, đang mang bông lác đác ha. Và nó còn đang mang nụ nhiều nữa nha bà con. Đây, nói là có sách mắt có trứng. Đang mang nụ như thế này đây, cái này là mang nụ nè nha bà con. Đó, rất nhiều luôn nha. Cây có chiều cao là 63, tán ngang là 41, hoành là 7. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Cây thì size cũng vừa phải nhưng mà cái bộ bơ đế rất là quái nha bà con. Tiền nào của nấy nha bà con. Nếu mà đế không đẹp lắm thì em bán giá mềm hơn. Còn đế đẹp thì giá phải cao hơn nha bà con. Tiền nào của nấy. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 8 là một cây tím tuyết, giá 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin phép được xuống cây mã số 8 luôn. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 9 cũng là một cây tím tuyết nha bà con. Cây tím tuyết ghép trên củ giấy Mỹ rất là quái ha. Tàn đã dày rồi, đang mang nụ rất nhiều nha bà con. Đó, đang mang nụ rất nhiều và tàn đã dày rồi ha. Cũ như thế này đây. Dạ cây có chiều cao là 73, tán ngang là 37, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 9 là một cây tím tuyết nha. Tàn đã rất dày và đang mang nụ ha. Cái này vận chuyển về tới nơi là mình dở ra là mình chơi là nở bông luôn nha bà con. Nở bông gỗ mình chơi đợt này luôn nha. Dạ cây số 9 200.000 đồng, bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Em xuống cây luôn. Và tiếp theo là đến cây mã số 10 cũng là một cây tím tuyết đang mang nụ rất nhiều nha bà con. Ghép trên củ với Mỹ rất là quái. Đó em quay toàn bộ cảnh cho bà con coi ha, rồi mới đi lại gần ha. Đây bà con coi nè, tàn đã dày rồi và đang mang nụ rất nhiều luôn nha. Cây ghép trên củ với Mỹ rất là quái. Chiều cao là 58, tán ngang là 43, hoành là 9. Cây này cũng giao lưu là 200.000 đồng, bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Và em xin nhắc lại, cây mã số 10 là một cây tím tuyết, giá là 200.000 đồng, bao sóng bao ship ạ. Em xin phép xuống cây luôn. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 11 cũng là một cây tím tuyết nha bà con. Đang mang nụ rất là dày luôn nha. Này vận chuyển về là mình chơi luôn. Cây ghép trên cái củ giấy Mỹ rất là quái. Chiều giá chỉ có 200.000 đồng thôi nha bà con. Dạ cây chiều cao là 65, tán ngang là 48, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con ạ. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 11 là một cây tím tuyết. Tàn đã dày gần nha bà con. Giá 200.000 đồng, bao sóng bao ship ạ. Em xin phép được xuống cây. Và tiếp theo là đến cây mã số 12 là một cây tím bướm nha bà con. Cây tím bướm đang mang nụ rất nhiều ha. Cái này bóp nụ rất là đều gần nha bà con. Này khi mà vận chuyển về là nó sẽ tránh hiện tượng bị rụng nụ nha bà con. Tại vì nếu mà bông gộ rồi thì sẽ có rụng lai gai. Còn nụ thì nó về nó sẽ nở ra nữa nha bà con. Nó giữ dai hơn. Ghép trên một cái củ giấy Mỹ rất là quái không ăn tiền ha. Cái này size chung mà khá lớn nha. Cây có chiều cao là 60, tán ngang là 38, hoành là 11 gữ. Em xin phép giao lưu là 300.000 đồng, bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Tiền nào của nấy bà con ơi, cái củ rất là đẹp thì tiền nó cao hơn, với lại nó to nữa. Và em xin nhắc lại, cây mã số 12 là một cây tím bướm đang mang nụ. Giá 300.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Em xin phép xuống cây. Và tiếp theo là đến cây mã số 13 cũng là một cây tím bướm nha bà con. Cây tím bướm đang mang nụ. Cái lô này nói chung là xử lý nụ đều hết trơn rồi. Về bà con mình lấy mở ra rồi để ra nắng tưới nước thì nó sẽ tiếp tục nở bông cho gộ lên ha. Mình chơi luôn. Lần này mình chơi bông được liền luôn. Rồi ghép trên củ với Mỹ rất là quái, chân dài ha. Dạ cây có chiều cao là 67, tán ngang là 42, hoành là 11 gữ. Cây này em cũng giao lưu là 300.000 đồng, bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Cây này rất đẹp ha. Cái size nó cũng không quá cao. Nên mình dễ thích hợp chơi ban công ha. Những bà con mà ở thành phố á, mình không có diện tích rộng mình chơi cái này cũng được nha bà con. Củ đẹp mà hoa đẹp nữa, siêu bông nha bà con.
em nói siêu bông là siêu bông, còn cái dòng nào này qua nó yếu hơn thì em cũng nói cho bà con, chứ không phải cái nào cũng nói siêu bông hết trơn. Về bà con không ra bông bà con cự em ạ. Dạ em xin phép được xuống cây mã số 13 300.000 luôn. Và tiếp theo là đến cây mã số 14, cũng là một cây tím bướm nha bà con. Cây này đang mang bông rất là to ha, cái cánh bông rất là to và rất đẹp nha. Ở trong nó thì màu tím mà ra cái chót nó ngoài thì màu trắng nha bà con. Tàn thì đã dày rồi, đây bà con coi tàn đã dày rồi. Rồi quay xuống bầu củ cho bà con coi, củ này là một cộng, củ một cộng nhưng mà nó quắn nhìn rất quái ha. Cây có chiều cao là 73, tán ngang là 40, hoành là 8. Cây này em giao lưu là 220.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Và em xin nhắc lại, cây mã số 14 là một cây tím bướm, giá 220.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Em xin phép được xuống cây luôn. Và tiếp theo là đến cây mã số 15 là một cây giống mới là lon tím nha bà con, có tên là lon tím. Cây này đang mang nụ rất dày luôn nha. Em quay cho bà con thấy tổng thể từ xa là bà con biết rồi. Rồi quay lại gần đây, từng cái phướng bông nó rất là dài và đều mang nụ từ trong ra ngoài luôn nha. Cái loại này đáng sưu tầm nha bà con. Khi búp nụ là màu đỏ, khi búp nụ là màu đỏ, và khi to lên một chút nữa thì màu tím. Ở đây thấy rõ phản ánh này ha, hai màu ha. Búp nụ thì màu đỏ và to lên một chút thì màu tím. Đây, màu tím, cho nên là mang tên là lon tím. Ghép trên một củ giấy Mỹ, chân dài quái, size cũng mini thôi. Chân dài quái mà một cốt ha. Đây, chân dài mà lắc quái lắm quái, một cốt. Cây có chiều cao là 65, tán ngang là 52, hoành là 11 gữ. Cây này em giao lưu là 210.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Giờ em xin nhắc lại, cây mã số 15 là cây lon tím, giá 210.000 đồng, bao sống bao ship toàn quốc ạ. Em xin phép được xuống cây mã số 15. Và tiếp theo là đến cây mã số 16, cũng là một cây lon tím nha bà con. Ghép trên củ giấy Mỹ, gốc khá quái nha, một cốt nha bà con. Và đặc biệt cây này nó đang có một cái bông này đã to rồi, nhìn thấy rõ màu tím của nó ha. Màu tím rất là rõ nha. Còn cái búp nụ này thì nó màu đỏ nè. Mới nở thì màu đỏ mà khi nó nở to lên rồi thì nó màu tím nha. Nó có tên là lon tím. Rồi củ giấy như Mỹ như thế này, khá quái. Dạ cây có chiều cao là 66, tán ngang là 47, hoành là 10 rưỡi. Cây này em giao lưu là 210.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 16 là một cây lon tím giống mới, giá 210.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc. Em xin phép được xuống cây mã số 16 luôn. Giờ tiếp theo là đến cây mã số 17, cũng là một cây giống mới, là cây cẩm thạch kim cương nha bà con. Cây này là cẩm thạch lá kim cương nha, mà màu đỏ. Bông thì màu đỏ mà lá thì lá kim cương, rất đẹp, lá cẩm thạch kim cương. Rồi ở đây có thêm một cái bo nữa, em ghép dặm thêm một cái bo, nó là dạng nó là màu vàng mà lá cẩm thạch nha, màu vàng lá cẩm thạch, lá hơi sáng. Ghép trên một củ giấy Mỹ khá quái, một cốt thẳng lên rồi mới xè ra ba cành ha. Đây. Dạ cây có chiều cao là 61, tán ngang là 50, hoành là 10. Cây này em giao lưu là 230.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 17 là một cây cẩm thạch kim cương đỏ, giá 230.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc. Em xin phép được xuống cây luôn. Và tiếp theo là đến cây mã số 18, cũng là một cây cẩm thạch kim cương đỏ nha bà con. Cây này cây mini ha, ghép trên củ giấy Mỹ khá quái, dạng nó bò trường trên cái mặt chậu ha. Tàn thì nó đã dày rồi, nó vươn ra dài thành ra nó cản trở gió, em quay nó không có được nhanh, không có thấy được rõ ha. Nên em quay từ từ cho bà con coi củ đế đây. Đó, rồi tàn tán như thế này đây. Tàn khá dày ha. Dạ cây có chiều cao là 66, tán ngang là 50, hoành là 7. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Size mini để bạn ha. Giờ xin nhắc lại, cây mã số 8 là cây cẩm thạch kim cương đỏ, đang búp nụ, giá 200.000 đồng, bao sống bao ship toàn quốc ạ. Em xin phép được xuống cây. Và tiếp theo là đến cây mã số 19 là một cây giống mới nữa nha bà con, giống mới rượu vang nha. Ghép trên củ giấy Mỹ khá quá đẹp nha. Đây màu rượu vang như thế này đây. Y như rượu vang luôn, cho nên người ta mới đặt là rượu vang đó mà. Màu khá đẹp và loại này thì xiên bông nha bà con. Xiên bông không cần phải kích thích gì hết, cứ cơi tàn là nó sẽ ra bông thôi, khoảng hơn tháng sau là ra bông. Ghép trên cái bộ củ đặt và rất là đẹp, củ đặt luôn nha bà con, rất đẹp. Đây xè tàn ra rất dày ha. Quay lên cho bà con coi vậy đó. Dạ cây có chiều cao là 74, tán ngang là 53, hoành là 13 rưỡi. Cây này em xin phép giao lưu là 300.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Giờ em xin nhắc lại, cây mã số 19 là một cây rượu vang giống mới, giá 300.000 đồng, bao sống bao ship ạ. Em xin phép được xuống cây. Và tiếp theo là đến cây mã số 20 là một cây cẩm thạch tím huế dáng bonsai nha bà con, chuẩn dáng bonsai. Ghép trên một cái gốc giấy Mỹ rất là quái ha, dạng là gồng gắn nha. Gồng gắn nó bò ở trên cái mặt chậu nè. Không quái không ăn tiền nha bà con, cây này đảm bảo là quái luôn. Rồi ở trên bộ tàn như thế này đây, đang mang bông nha bà con, đang mang bông rất nhiều nha. Màu cẩm thạch tím huế là một dòng siêu siêu bông nha bà con.
Cái này nếu mà về mình biết uống á thì mình uống, còn không biết uống thì mình cứ cắt đàn tròn thôi là chơi rất là đẹp rồi. Rồi bầu củ như thế này đây. Dạ cây có chiều cao là 82, tán ngang là 51, hoành là 16, cây này em giao lưu là 600 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 20 là một cây cẩm thạch tím Huế ghép trên củ giấy Mỹ, rất là quái và dáng bonsai. Giá của nó là 600 ngàn đồng, bao sống bao ship toàn quốc ạ. Em xin phép được xuống cây mã số 20 luôn. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 21 là một cây giấy tứ sắc nha bà con, giấy tứ sắc Thái, ghép trên củ giấy Mỹ rất là quái. Củ này đã già cũ nha bà con, rất quái luôn nha. Đây bà con coi từng cọng rễ nó lắc lượng rất là quái ha. Đó, đây em về dẹt cái chậu xuống cho bà con coi ha. Quái lắm, quái luôn. Rồi, bốn màu của nó như sau. Thứ nhất là màu tím là một nè ha. Màu đỏ là hai ha. Màu cam là ba ha. Màu cam nha, thấy rõ màu cam ha. Và màu vàng là bốn nè. Này nó thiếu một màu là màu trắng phớt hồng. Nhưng mà bốn màu này thì nó cũng đã quá đẹp rồi bà con ơi. Đây em quay toàn cộ vô tàng cho bà con coi nè. Tàng đã rất dày rồi ha. Bốn màu tứ sắc. Dạ cây có chiều cao là 82, tán ngang là 70, hoành là 13 gữ. Cây này em giao lưu là 400 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 21 là cây giấy tứ sắc ghép trên củ giấy Mỹ rất quái, giá là 400 ngàn đồng, bao sống bao ship toàn quốc. Đến đây thì cũng là cái cây cuối cùng rồi nha bà con. Em cũng cảm ơn bà con cũng nhín thời gian ra coi với em hết cái clip mã số 27 này. Khi bà con mình mua hàng thì nhớ nhấn mạnh là tôi mua cây mã số mấy trong clip số 27 để em giao hàng cho nó đúng hàng nha bà con, đúng hàng đúng clip, tránh hiện tượng là mua clip này mà giao hàng clip kia để mất lòng nhau. Em cũng chúc bà con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Em chúc bà con mình làm ăn phát tài ha, để có cuộc sống khá giả sung túc, để mà mình có cái niềm vui là mình mua kiển, và đặc biệt là mua kiển của kênh Hoa Kiển Bến Tre ủng hộ em nha. Lần cuối thì em cũng mong bà con mình bấm đăng ký kênh để cho cái kênh em ngày càng phát triển nha. Bấm đăng ký rồi mình bấm vào cái chuông cho nó rung lên, để khi em có đăng clip mà có cây ưng ý thì bà con vào chốt sớm hơn những bà con khác, tránh cái hiện tượng là mình chốt trễ, mình điện trễ, sau 2-3 ngày bị chốt rồi thì mình lại buồn lòng nữa. Thì nhanh tay còn chậm tay hết. Dạ đến đây thì em cũng chân thành cảm ơn bà con. Em xin kết thúc ạ.